Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít Thái cập nhật trưa ngày 11 tháng 10, 2023, giá tiếp tục giảm nhẹ. Tại khu vực Tiền Giang, kem lớn 26, kem nhị 16 và kem 3 là 8.000 đồng, kem rất lớn 17, mít chợ 6.000. Đồng Tháp, An Giang, Long An, kem lớn 25, kem nhị 15, kem 3 là 7.000, kem rất lớn 16, mít chợ 5.000 đồng. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, kem lớn 24, kem nhị 14, kem 3 là 6.000, kem rất lớn 15.000, mít chợ 5.000. Khu vực Vĩnh Long, Trà Vinh, kem lớn 24, kem nhị 14, kem 3 là 6, kem rất lớn 15 và mít chợ là 5. Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Thuận, mít nhất 18, kem lớn 14, kem nhỏ là 7.000. Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, mít nhất là 18, kem lớn là 14 và kem nhỏ là 7.000 đồng. Tại khu vực Tây Nguyên, mít nhất 16, kem lớn 12 và kem nhỏ là 6.000. Giá kênh cập nhật là giá thương lái mua tại vườn, tùy lái tùy đoạn đường vận chuyển mà giá sẽ có sự chênh lệch nhất định. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.